Hello các bạn, thì nếu như mà các bạn để ý thì dạo gần đây ở trong Blackfoot có rất là nhiều Titan khổng lồ và nó đã khiến Blackfoot của chúng ta trở thành Attack on Titan. Và hôm nay mình đã tìm được cái lõi bung này ở trong cái server của mình luôn. Thật là phải cho trưởng quá chứ. Và để làm được những cái lõi bung này mình phải tốn rất là nhiều thời gian, nên là mong các bạn lì xì cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Nếu như các bạn muốn mua robot hoặc đơn giản là chỉ cần add Blackfoot để chơi thì các bạn hãy ghé ngay shop add của shop.robot.com, chỉ với giá từ 25 tới 100k là bạn có thể sở hữu được một add siêu vip với khá nhiều giá quỷ xịn. Vậy còn chờ gì nữa mà không ghé ngay robot.com để mua add đi nào. Vì cơ mình sắp đạt 240 người đăng ký nên là mình sẽ quyết định tặng các bạn Mochi và Leo Bá trình diễn vào 1 giờ chiều ngày chủ nhật. Nên là các bạn hãy bấm nút đăng ký và bật cái chuông thông báo và like video này để có thể tham gia nhận trái quỷ vinh diễn nha. Hello mọi người, mình là Crazy Line đây. Thì trước khi bắt đầu video ấy, thì các bạn có thấy gì không? Đúng rồi đó. cũng không vui lắm. Thì hiện tại đang là 1 giờ sáng và trả lời bát đang bán. Thì các bạn cũng có thể thấy được là mình phải tốn công sức như thế nào để có thể làm một cái clip cho các bạn xem. Nên là mong các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Vô các bạn, thì như các bạn đã thấy đó, đây chính là cái lỗ bung đầu tiên Human V3. Thì thay vì Human bình thường á, các bạn chỉ biết được cái hình dạng bé xíu thôi. Còn cái lỗ bung này nó sẽ giúp các bạn trở nên cao to và vạm vỡ hơn. Kiểu này mà cô gái thì bao độ quái cái trưởng thế chứ. Còn Human này mà gượt đánh các bạn thì chỉ có niệm thôi. Từ nay sẽ không còn mẹ mày béo nữa, mà thay vào đó là ba mày béo. Quay quay, hình như có gì đó sai sai phải. Hình như đang gượt quýnh mình thì phải. What the fuck? Bro, mình đang đứng ở dưới. Tao lại mình thiệt chứ. Tao thấy mình hơi láo rồi đó. Để đấm nó thử phát coi chứ luôn nha. What? Nó bay luôn. Quay, nhìn đẹp thật sự luôn á. Nhưng mà hình như xài cái loại bung này thì con Human nó cao quá hay sao á. Tại mình thấy nó đấm mình không trúng cái nào luôn. Cái này thấy nó ngầu hơn đó, nhưng mà không biết có tăng sức mạnh hay không nha. Chứ thấy nãy giờ đấm này toàn hụt á. Thấy là sức mạnh bị giảm hơi bị nhiều rồi đó. Yo, what the fuck. Các bạn nhìn nè, cái kiếm nó vừa đen mà vừa bự nữa. Đúng rồi đó, nó đúng thật là cái kiếm á. Không biết lý do gì mà hai thanh niên này để săn bounty ở đây nữa. What the fuck. Tí nữa người khủng lồ lại lụm hai thằng luôn là xong. What the fuck. Bro, what. Mấy cái loại bung này điên thiệt chứ. Còn cái cách bung á thì mình có hỏi bạn này nhưng mà bạn này không có chỉ mình ha. Nên là mình cũng không biết làm sao để bung nữa. Nếu mà bạn nào biết á thì nhớ comment bên dưới để chỉ mọi người nha. Chứ mình thấy cái này ghiền quá rồi, nãy giờ cầm trái Human mà không có làm được. Cay quái cái trưởng thế chứ. Hello mọi người. Thì đến với cái loại bung thứ hai đó chính là cái bung biến người chơi sang cái vũ trụ khác luôn. Nghe thì ảo ma vãi cái trưởng đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn làm được á. Thì các bạn chỉ cần sử dụng chế độ ha. Và các bạn canh đúng lúc mà người chơi sẽ chấp bottle bấm chữ V á thì các bạn giữ chân lại bằng chữ C ha. Đó, như vậy là đã thành công rồi. Nhưng mà cái người mà sang vũ trụ bên kia á, đó chính là người chơi sẽ chấp bottle chứ không phải là bạn đâu. Thì lúc này người chơi mà sẽ chấp bottle á sẽ được chuyển ngay chỗ nào đó mà mình cũng không biết nữa. Và gửi tự do đó đó tầm khoảng mười mấy phút á. Chắc là anh bạn này sẽ cô đơn lắm đây. Và mình cũng vậy nữa. Nếu các bạn sẽ đi có lẽ là cái lỗ bung mà các bạn chưa bao giờ thấy ở trong lốc phút hiện tại, bởi vì mình chỉ vừa tìm ra được sau khi mình ăn trái gum thôi. Thì cái lỗ bung này nó sẽ giúp các bạn thức tỉnh trái gum ha. Các bạn có thể thấy thì chiêu của trái gum bình thường nó sẽ như thế này đúng không? Tại vì lúc này các bạn chưa xài chiêu V để tỉnh cái trái gum lên. Nhưng mà nếu như các bạn xài chiêu ít của cái song kiếm á, sau đó các bạn xài chiêu của trái gum ba, what? Trái gum nó tự thức tỉnh luôn. Thậm chí mình còn chưa bật chiêu V nữa thì cái lỗi này sẽ hoạt động ở hầu hết tất cả các chiêu của trái gum luôn ha. Nhưng mà cái lỗi này các bạn phải bấm nhanh tay mới được nha. Nên là nó hơi khó em xíu, chứ không phải là mình gà đâu nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Quải cái trưởng đi chứ. Đây để mình làm hai like cho bạn xem. Double kill. Nhìn chung thì cái lỗ bung này cũng khá là thú vị ha. Nhưng mà hơi khó xài xíu thôi. Hello các bạn, thì đến với cái lỗ bung tiếp theo đó chính là cái lỗ bung đi vào lòng đất ha. Đúng nghĩa đen luôn á. Thì ở đây các bạn chỉ cần bật tộc người cá V4 lên, sau đó các bạn xài chú Human V1 á, bật lên là các bạn chui mẹ xuống lòng đất luôn. Thì cái lỗ này khá hữu dụng trong PvP ha. Các bạn muốn chạy hết máu cái kiểu thì các bạn chỉ cần một nút thôi, bấm một phát là biến mất luôn. Mà cái này thì mình chưa biết là có chết ngọt không nha, chứ thấy thằng này chịu hết nổi rồi đó. Mà bựa thiệt chứ. Vô, và cái tiếp theo đó chính là thức tỉnh tập V4 ở level 1. Các bạn nghe nó có vẻ nó hơi điêu đúng không? Nhưng mà không phải đâu, nó chính là admin đó các bạn. Thật sự thì mình khá là sốc ha. Kiểu các bạn quay về C1 ha, sau đó bắt gặp một anh bạn Bacon Hair đi farm bằng tập V4. Ok, rất là ý nghĩa luôn. Nhưng mà các bạn đừng có tưởng là admin là sướng nha các bạn. Admin đã phải bỏ hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để farm lên level 300 thôi đó. Đúng thật là đáng thương mà. Cái này là chắc là chưa coi cái video mà hướng dẫn cách farm nhanh của mình rồi. Admin đúng thiệt là tệ bạc mà. Thì video đến đây hết rồi, nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Bye bye.